đen đỏ. Tớ không thích trò này tí nào luôn. Lo cái gì, trò con nít thôi mà. Đèn xanh, đi. Dễ nhàn bánh, đi nhanh nào. Đèn đỏ, dừng, mọi người đừng im nha. Mấy má bị gì thế, trò chơi thôi mà. À thế à. Toang hẳn rồi. Đèn xanh, chạy mau. Đèn đỏ, go. Đèn xanh, giờ này mà còn ăn hả cô kia? Mình sẽ thành công cho xem. Mình phải thắng, tóc dính bánh kem là ghê lắm. Đèn đỏ, tuyệt, thắng rồi này. Đèn xanh, tránh ra, đứng ngang đường tớ, ngon lành, không. Đèn đỏ, đừng di chuyển, tớ nắm được cậu rồi. Tay tớ trơn dã man. Đừng mà, có phải lỗi của tôi đâu. Bánh cũng ngon phết nha. Đèn xanh, mình an toàn rồi, đỉnh. Đèn đỏ, ô kìa. Đèn xanh, tụi mình lập team đi. Nhiều bánh bèo quá rồi, phải tìm ai khỏe khỏe chút. Nhưng ai nhỉ? Nhỏ kia thì sao? Này, đừng ném đá nữa. Tên kia bảnh trai đấy. Cô Tê, nhìn có lẽ hơi ngáo mà trông cũng đô đó. Này, cậu có chuột không? Có chứ. Xem chuột nhà nuôi này. Tuyệt, ổn áp đó. Các cậu ấy làm gì thế? Mình cũng khỏe như voi mà. Chào mừng về với team tớ, cậu may đó. Tránh ra nào, bảnh trai. Nếu các cậu muốn cơ bắp thì có tớ đây này. Nhìn nè, đâu rồi ta? Thật đó à, tớ có thấy gì đâu. Thấy thương ghê, cảm ơn nha, tụi này không cần. Này, alo, ước gì được đi tập gym. Các cậu sẽ thua thôi. Tớ sẵn sàng rồi, tớ sẽ đánh bại các cậu. Ngon thật sự. Mọi người đang chờ tớ hả? Tớ bắt đầu thấy hối hận khi mời cậu vào team rồi đấy. Lo cái gì, tớ chấp hết. Thôi nào, dùng lưng đi mấy má. Kéo, kéo, kéo. Sao tóc mình rối thế nhỉ? Tụi mình sắp thắng rồi, kéo tiếp đi. Cố lên, kéo đi, gần được rồi. Không. Làm được rồi, thắng rồi, tuyệt. Chuyện gì vậy? Cô ấy đâu rồi? Tôi không muốn biến mất. Tim mình quá đỉnh. Ủa, nhỏ nào đấy? Tớ giúp mấy cậu thắng đó. Thông minh chưa? Hết nước chấm luôn. Lần này là trò gì? Nhìn kìa bà con. Tôi không muốn chơi nữa đâu. Cậu trước đi. Ý hay đó, lên đi mà. Bạn bè vậy đó hả? Ok, mình làm được mà. Cũng không khó lắm đâu. Mong là vậy. Bắt đầu này. Không dám nhìn luôn. Cậu ấy giỏi ghê. Như thần luôn ấy. Ok, nãy giờ ổn phết. Ê, nhìn tớ nè. Ấn tượng không nào? Ai mà ngờ cậu ấy làm được chứ. Giờ tới ai nào? Cậu đi. Giờ mà nói là sợ độ cao thì có ổn không nhỉ? Ok, cậu ấy chọn trái trước hay phải ta? Rồi đến. Mình cá lên bên này luôn. Phù, khoan. Không. Biết ngay là bên kia mà. Khó nhằn quá ta. Cậu làm được mà, tớ tin tưởng cậu. Đi đi. Mình làm được mà. Chuẩn không cần chỉnh. Chán như con gián. Đúng là tên ngáo. Là cậu hả? Sao cậu lại ở đây? Nhìn kìa, tụi mình có thể chơi thêm trò nữa. Mà cửa nào ta? Cửa này nè. Vậy là chị đây phải tự xử rồi.
đúng là hầm. Mình thông minh nhất đội mà, nghĩ nào. Ra rồi, chả ai quy định thế này là không được cả. Đi tiếp, cậu xịn quá. Mình giỏi dã man. Woohoo! Nào, biến khỏi chỗ này thôi. Giờ sao ta? Làm nhanh cho xong này, sẵn sàng chưa? Sao của mấy cậu nhỏ thế? Con của tớ to đùng nè. Thế này mà công bằng à? Ui không, mình ghét trò này. Bình tĩnh. Sao mà làm được đây? To khủng bố luôn này. Ok, tập trung vào. Mình cứ tưởng càng nhỏ càng dễ chứ. Vô ích dã man. Căng thẳng tột độ luôn. Mình đổ nhiều mồ hôi ghê. Lại trời cái bánh. Ngon lành. Tớ tính trước mọi thứ hết rồi. Hạnh phúc quá đi. Tớ phắn đê mấy nhỏ cuối bắp. Ước gì mình cũng đổ mồ hôi. Mình cần kính cao độ hơn. Bực quá. Cái này được nè. Nhỏ thế này thì làm sao được. Còn là ngôi sao nữa chứ. Khó làm quá đi mất. Sao mà chóng mặt ghê. Cậu sẽ thua thôi. Cậu sẽ thua thôi à. Ảo giác của mình cũng chọc quê mình kìa. Trời ạ, căng thẳng quá nên tóc mình bạc hết cả rồi. Hồi đó chơi trò chơi vui lắm. Tóc còn đen thu nữa chứ. Hình như tớ làm được rồi. Tớ lấy hình ngôi sao khỏi bánh quy nè. Mình gần xong rồi. Mình mới nghĩ ra một trò hay cực. Tự hào quá đi mất. Hay dã man. Dậy nào, có thật đâu mà. Tóc tớ bình thường lại rồi. Nhìn này, tớ cũng làm được nhé. Thấy không, xem mấy ngôi sao này nè. Quá đã. Mấy cái túi này xinh quá. Mong là đựng kẹo. Viên bi xịn ghê, mà mình cũng chơi trò này siêu giỏi nữa. Ủa khoan, tụi này phải đấu nhau sao? Xin lỗi nha, tôi bị dị ứng. Chào các nàng. Chàng thơ nè, anh vừa nói gì vậy? Tháo mặt nạ ra thoải mái ghê. Vâng, anh cứ tháo đi. Chuẩn rồi má ơi, tớ muốn cậu gặp mẹ tớ. Hun gió trả anh nè. Mê trai đầu thai mới hết. Nhẹ nhàng thôi nha. Xem đứng bi nè. Tụi mình nên chạy chân không trên bãi biển. Chả biết gì luôn. Này bạn trai, lại đi đi. Giờ sao nữa vậy? Thơm ơi là thơm luôn. Tớ thắng phải không? Chỉ cần kiểm tra túi còn lại thôi. Nhưng hồi nãy còn nhiều mà. Cậu ta không thể làm phiền tụi mình nữa rồi. Cảm ơn vì mấy viên bi nha. Đồ, phản bội, không tin nổi luôn. Anh muốn đi ăn không? Anh còn vài việc nữa mà. Để cô này cho tôi. Đưa đống bi đi nào. Nói chuyện nhẹ nhàng không được à? Ai bảo cậu chơi ăn gian làm gì? Đừng mà, tôi sẽ không làm thế nữa đâu. Vậy tí nữa anh đi ăn với em nhé. Đương nhiên rồi. Các bạn có thể thắng trong thử thách trò chơi con mực không? Bạn thích game nào nhất vậy? Nhớ bình luận cho tụi tớ biết nha. Và đừng quên chia sẻ video này với bạn bè cũng như đăng ký trang để xem thêm những video xịn sò như vậy nhé.